nhá. Tay người nhà nhá. Có nhìn thấy đâu à? Đấy, không nhìn thấy à? Chào quê hương, chào gia đình, em lên đường. Nhìn thấy không? Đấy,
gia đình rất phấn khởi đúng không? Rồi anh em chào tạm biệt Tuấn Yên lần cuối nhá. Hẹn 3 tháng sau. Rồi nhá. Năm nay là anh em là phấn khởi, năm ngoái anh đi có một đồng chí nào còn khóc nhá, nhưng mà năm nay không có gì đâu. Lên TV nào em? Thế là kênh của anh ấy. Em đã đăng ký một subscribe một cơm rồi. Một cơm à? Đâu có nhà, có qua nhà em nào đấy không? Có, vừa qua nhà em đâu. Qua nhà em á? Không thấy bạn gái đứng ở đấy à? Thế con đấy, trẻ con nó bảo là cháu yêu chú đội chú thế nào cũng vui tươi phấn khởi. Có đồng chí nào sinh năm 2003 không? Em không, không không có đúng không? Xuất 2002 trở lên đúng không? Có đồng chí nào học đại học chưa? À? Toàn vừa rồi ghế nhà trường xong à? Đại học chưa to à? Bây giờ đang đi học tổng hợp anh ạ. Đúng rồi, quân đội là trường đại học lớn mà. Anh em nhận thức rất là tốt đấy. Trong đấy có nhiều gái lắm đấy. Ôi giời ơi. Ở đấy là đồng kiếm thì mệt lắm. Con cô hậu cần. Sắp đến đơn vị rồi anh em nhá. Quay tay chào
Anh cứ đi thẳng